Bạn có phải là một người suy nghĩ tiêu cực không? Hôm qua thì Quỳnh có chia sẻ về một cái dự án mà Quỳnh sắp tham gia. Trong đó thì cái người đối tác của Quỳnh đã lựa chọn Quỳnh thay vì những cái người đối tác khác để trở thành cái người đại diện đầu tiên của họ tại thị trường Việt Nam. Với cái lý do là họ cảm nhận được tinh thần và sự cống hiến của Quỳnh thay vì cái việc là cứ tập trung bài họ vào quyền lợi. Thì sau đó Quỳnh đọc được cái comment này, ý là chỉ vì họ muốn tiết kiệm tiền cho nên họ mới làm việc với Quỳnh. Đây là một comment rất là thú vị bởi vì nó cho mình một cái góc nhìn khác về việc tư duy. Có khả năng mọi thứ xảy ra giống như bạn này nói không? Có chứ, hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu như bạn suy nghĩ mọi việc theo cách như vậy, bởi vì nó sẽ khiến cho bạn không còn hạnh phúc với những cái việc bạn đang làm. Bạn sẽ cảm thấy bị thiệt thòi, bị lợi dụng, bị đối xử bất công và bạn không còn cảm thấy biết ơn với công việc mình đang làm nữa. Và chắc chắn là với cái suy nghĩ và tâm trạng như vậy thì bạn sẽ không bao giờ tạo ra được một công việc có giá trị hiệu quả cao. Cho nên thay vào đó thì mình hãy tập trung suy nghĩ vào hai cái vấn đề này. Thứ nhất, cái thù lao mà bạn nhận được cho công việc này thấp hơn, ngang bằng hay là cao hơn so với thị trường. Và cái thứ hai là nó có xứng đáng với thời gian và công sức của bạn bỏ ra hay không. Ví dụ đối với Quỳnh thì Quỳnh cảm thấy cái mức thù lao này cao hơn rất nhiều so với thị trường và nó xứng đáng với lại thời gian và công sức của Quỳnh bỏ ra, cho nên Quỳnh hoàn toàn hài lòng với nó. Và có những người đối tác khác có thể họ cảm thấy nó không xứng đáng với thời gian công sức của họ bỏ ra, cho nên họ muốn có nhiều quyền lợi hơn nữa, thì điều này hoàn toàn dễ hiểu nha. Cái điều mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là mình hãy giữ một cái tinh thần tích cực và cái sự cống hiến cho những cái việc mình đang làm nếu mình đã lựa chọn nó. Sau khi mình chứng minh được cái giá trị và năng lực của bản thân mình rồi thì mình hoàn toàn có quyền thương lượng một cái mức thu nhập cao hơn nữa để mình có thể chuyển từ mức hài lòng sang rất hài lòng cho bản thân mình. Và chắc chắn là lúc này cái người đối tác của mình cũng sẽ hoàn toàn happy trong cái việc gia tăng quyền lợi cho mình để có thể duy trì cái mối quan hệ hợp tác có lợi của đôi bên.